Ổng cũng có làm giày với G-Dragon và Travis Scott nữa. Rất là chanh xả nha. Yo, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Hà Hiền và các bạn đang xem video này trên Foro Barber TV. Ok, ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video review về một cái dòng sản phẩm mới. Mình nghĩ là chắc là đây là cái video đầu tiên, sản phẩm này cũng là cái sản phẩm đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam luôn. Đã từng có rất là nhiều sản phẩm như vậy rồi, và ngày hôm nay thì đây cũng là một cái sản phẩm rất là đặc biệt. Ngày hôm nay thì cái outfit của mình các bạn thấy là nó hơi streetwear một chút, hơi trẻ trung một chút, nó hơi giống như là mấy anh em hip hop nè, skateboard đường phố một chút. Tại vì sao? Tại vì ngày hôm nay mình sẽ đến với một sản phẩm của một người làm ra cái sản phẩm này, và cái người này cực kỳ đặc biệt. Có lẽ là hình ảnh của cái người đó sẽ được xuất hiện ngay bây giờ. Ok, và đó chính là Hiroshi Fujiwara. Ông này được mệnh danh là cha đẻ của thời trang đường phố của thế giới luôn nha. Cái này nhấn mạnh, phải nói nhấn mạnh là thế giới luôn nha. Dù là người Nhật nhưng mà ổng có một cái niềm đam mê rất là mãnh liệt với thời trang. Ổng làm một cái brand, thì cái brand này tên là Freshman. Brand này thực sự là đối với Việt Nam có nhiều người chắc là sẽ không có quá biết về cái brand này, không có nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng mà ở Nhật Bản hay là ở Mỹ thì rất là nổi tiếng. Cái hãng này thực sự ra thì theo mình thấy thì nó không có sản phẩm nào đại diện tiêu biểu hết trơn á, về cá nhân của nó nha, của cái sản phẩm này, của cái brand này. Nhưng mà nó có một cái điều đặc biệt khủng khiếp, đó chính là cái việc collab. Và cái hãng này rất là hay collab với những cái brand lớn, collab rất là nhiều. Ông collab với Nintendo Switch, làm ra một cái bộ sưu tập cùng với Pokemon, làm cái đôi Jordan 1 luôn các bạn, đôi Nike Jordan 1 thì là cái đôi này nè nha. Cùng với đó là ổng cũng có làm giày với G-Dragon và Travis Scott nữa. Và tất cả những cái dòng sản phẩm collab á, thực sự nó làm những cái dòng sản phẩm có số lượng rất là giới hạn. Khi mà số lượng rất là giới hạn như vậy á, thì nó sẽ cực kỳ mắc và cực kỳ khó mua. Thì cái đó là một cái Fragman đã làm và làm rất là tốt luôn. Và cùng với đó là ổng cũng có làm collab, một cái bản collab nữa với Stussy nữa. Ngày hôm nay vì sao mình lại review về Hiroshi nhiều đến như vậy, mình nói về ông ta nhiều đến như vậy, là bởi vì ngày hôm nay á, mình sẽ mang đến cho tất cả các bạn một cái dòng sản phẩm mà không biết vì sao, không biết liên lạc như thế nào mà cuối cùng Rod Pomade Japan đã làm việc được với Hiroshi và đã cùng với Hiroshi collab với nhau ra một dòng sản phẩm Rod Original và Rod Fiber, một cái dòng sản phẩm với cái thiết kế riêng của Hiroshi luôn và đặt tên là Carol Ring. Ngay bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh của dòng sản phẩm này. Và trên tay của mình là dòng sản phẩm Rod Carrying Japan Mat nha. Đây là hai cái bản mà nó khá là giống nhau, với biểu tượng hai con chim én, giống như mấy cái hình tattoo old school đó. Thì một bản là Fiber Pomade và một bản là Original Hole. Thì cái bản Original Hole này có tên là Lemon, còn bản Fiber Pomade có tên là Muscat. Đây là hai cái bản, và cái bản Lemon này thì có mùi chanh nha các bạn, là có mùi chanh. Và cái hình ở đây á, các bạn thấy nghĩa là nó sẽ có những cái hình trái chanh ở hai bên của cái lá. Và cái bản Fiber thì nó có mùi rượu nho nha các bạn, và nó có những cái chùm nho hai bên. Đối với cái thiết kế này ha, thì thật sự cái gì nó lôi cuốn thì nó rất là lôi cuốn nha các bạn. Nhìn cái
vỏ bề ngoài thiết kế của nó thì mình thấy nó rất là đẹp, và chụp hình hay là quay phim hay là làm rất là nhiều thứ, và mình cũng có những cái hình ảnh giống như nãy các bạn vừa xem thì rõ ràng là cái dòng sản phẩm này nó là một cái gì đó nó rất là khác, đúng là với những cái gì mà Hiroshi đã từng thiết kế, đã từng làm ra. Tất cả những cái bản collab của ổng thì các bạn có thể coi lại lịch sử của những cái mà mình nãy giờ mình để ở đây thì các bạn cũng có thể thấy được là những cái gì mà ổng đã cống hiến cho cái thuyết khai thế giới là như thế nào. Và ngay bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ boxy qua luôn, mình không lan man nữa, để mình test thử cho các bạn xem về cái dòng hai cái dòng sản phẩm này. Và tất nhiên là hai cái dòng sản phẩm này sẽ vẫn được Culture Bomb độc quyền tại Việt Nam ha, và các bạn có thể mua hàng và xem qua cái dòng sản phẩm này ngay bên dưới cái description hoặc là những cái thông tin ở bên này để mà mua hàng nhanh chóng, an toàn. Chắc chắn là nó original 100%, nó chính hãng 100%. Và ở bên tay trái của mình là dòng Caroline Muscat Fiber. Bên trong nó là như vậy. Về cái chất lượng độ sản phẩm đó thì thực sự là kém nha, hơi kém. Để mà nói là về mùi hương đó, rất là thơm. Muscat là rượu nho các bạn. Ngay bây giờ thì mình sẽ bóc siêu thử. Đây, lúc mà các bạn mua thì nó sẽ có một cái siêu giống vậy nha. Nó sẽ có một cái siêu. Ok. Nói về một chút về cái bảng màu sắc của Rod Caroline này thì thật sự nó rất là tối giản, nó đơn giản là hai màu trắng và đen thôi. Từ trước đến giờ mình rất là ít thấy cái dòng sản phẩm nào mà đơn sắc giống như vậy, và cái thiết kế những cái nét vẽ hay là những cái hình ghép vô thì thật sự là rất rất là old school luôn. Mình thích cái phong cách này, nhìn nó sang, nhìn nó không có là bị màu sắc quá, hay là nó không có bị lẫn vô bất kỳ một cái dòng sản phẩm nào hết. Để vô cái kệ của mình thôi là cái này chắc chắn các bạn luôn là sẽ nổi nhất, tại vì ở nhà mình cũng để trên kệ rồi. Và bây giờ thì mình sẽ mở thử Lemon bản original. Bản original thì đổ tốt hơn các bạn, bằng hơn, phẳng, rất là phẳng luôn, và có màu chanh nha, màu vàng chanh thì nó đúng với cái tên của nó luôn, là tên là Lemon. Và mùi chanh cũng rất là mạnh luôn á, rất là sọc lên, mùi cũng khá tốt. Mình nghĩ là chắc là lát nữa mình sẽ test original, mình thích này hơn. Ok, thôi đơn giản chỉ là vậy thôi. Giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ cởi bỏ cái nón này ra để mình tả cái tóc của mình, sau đó mình sẽ quay lại thử test bản original Lemon cho các bạn coi. Đó thì cái dòng sản phẩm nào cũng vậy, nó đều có nguyên do để nó xuất hiện trên đời này hết các bạn. Và thật sự là lịch sử của những cái dòng sản phẩm này nó đều có ý nghĩa của nó hết. Và không phải là bây giờ các bạn sở hữu một cái dòng sản phẩm này là các bạn sẽ chỉ đơn giản là các bạn mua sản phẩm để các bạn xài tóc đâu, mà nó còn cả một cái văn hóa bên trong nó nữa. Không lan man nữa, ngay bây giờ là mình sẽ lấy lemon để mình. Ôi, cái này mình nghĩ là sẽ có này luôn á. Có thể là lấy hơn nữa các bạn, hay là lấy hơn nữa. Mình lấy này hơi ít, nhưng chắc là mình sẽ chia ra hai lần để coi coi cái độ mịn của nó như thế nào. Khá là gì và này nọ. Nó cũng dày vậy các bạn, nó cũng dày á. Rất là chanh xả nha. Hiện tại bây giờ trên tóc của mình nó là lemon các bạn. Và mình sẽ thử xỉa. Chắc nhiều người đang thấy cái tóc mình có gì đó lạ đúng không? Bữa giờ mình cũng để nhiều rồi, và khách hàng cũng có rất là nhiều bạn tới đây nói là cắt cái tóc giống mình. Tại vì hôm trước mình có post một cái bộ album, mình để đây nè, cái bộ album hình mới tóc của mình với cái xe xanh của mình. Và thật sự là mình cũng khá là khoái cái tóc hiện tại này của mình các bạn. Cái này theo như mình nghĩ thì nó lên tóc khá là giữ nếp đó các bạn. Nhưng mà đối với điều kiện là các bạn phải xài đủ một cái lượng cho cái kiểu tóc đó nha. Và cái đó là một cái mà mình cực kỳ mình lưu ý các bạn luôn. Ồ, cái này nó dính lên lượt luôn các bạn. Cái lemon này nè, cái lemon này nó dính lên lượt luôn. Đây nè, mình kéo đây nè, trời ơi ghê không. Đó nghĩa là cái độ dẻo của nó rất là cao. Mình nghĩ là chắc là nó giữ nếp tốt quá. Ồ, nhưng mà mình đánh giá là con này lên tóc mượt nha. Lên tóc khá là êm. Và độ bóng của nó cũng có luôn. Mình thì mình rất là thích bóng tóc nha, không phải là bóng kia. Ok, chắc là bây giờ là mình sẽ cho các bạn xem cái thành phẩm sau khi mà hoàn thiện thì nó sẽ như thế nào.
Ok, và đó là tất cả những gì mà Hiroshi Fujiwara đã mang đến cho tất cả chúng ta cùng với bản collab Broad Caroling cực kỳ đặc biệt. Nay thật sự là mình cũng rất là vui khi mà muốn chia sẻ được cho tất cả các bạn, giới thiệu được cho các bạn những cái dòng sản phẩm mà mới nhất bên mình có, và cùng với đó là cho các bạn biết thêm về một chút gì đó về kiến thức, về văn hóa của streetwear. Thật sự rất là cảm ơn các bạn đã xem đến đến đây. Vẫn như cũ thôi, mình sẽ chọn ra những bạn có comment hay nhất và để tặng cho các bạn những cái dòng sản phẩm bên mình. Và nhớ đừng có quên nhấn nút subscribe, cùng với đó là chia sẻ những cái video này, tại vì đây là những cái video mà mình nghĩ là nó có kiến thức rất là tốt cho tất cả các bạn trẻ bây giờ, để cho các bạn biết cách, ngoài cái chuyện mà biết cách ăn mặc ra thì các bạn cũng biết cách sao để cho tóc của mình đẹp hơn, tốt hơn, chất hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video này đến đây, đơn giản chỉ là vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Peace.